Chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Ri. Hôm nay Ri vừa đổ xếp táo xanh mới của Avatar Music nè các bạn. Tích lũy nạp 400 game mở thì chúng ta sẽ nhận được xếp nha. Ri nghe nói xếp này có hành động nhảy mới khá là cute luôn. Bây giờ Ri sẽ mặc xếp thử để review cho các bạn xem nha. Đây chính là thứ đáng giá nhất của set này luôn. Tóc áo xanh, tóc này rất là đẹp luôn nha. Để Ri bỏ mũ ra cho mọi người coi dễ hơn nè. Ta-da, rất là đẹp luôn. Đây là đầm táo xanh. Nhìn cũng ok, cũng cute. Đây là đôi giày thì không có gì ấn tượng hết. Đây là tổng thể set nè các bạn. Wow, nhìn cũng đẹp. Nhưng mà giá này hơi chát. HD cũng vừa cập nhật hành động mới nè các bạn. Nhìn đấy, mình bỏ thử cái chảo ra coi như nào nha. Trời ơi, cái hành động nhìn dễ thương dễ sợ luôn á. Bây giờ Ri sẽ tìm thử một bạn để test hành động nhảy mới nha. À, đây có một bạn nè. Để Ri nhắn tin xin bạn này test thử nha. Cho mình test thử nha. Cho mình test thử nha. Bạn này im không phản ứng gì hết. Thì Ri coi như im lặng là đồng ý nha. Set này có hai hành động nhảy, một hành động nhảy mới và hành động nhảy cũ. Cái này là hành động nhảy mới nè các bạn. Đó. Ý bị bạn kia che rồi. Rồi, bạn kia đi rồi, bây giờ mình coi hành động nhảy nha. Trời ơi, bay nhảy các thứ luôn. Nó nhìn đẹp quá mọi người. Ơ kìa, sao đi nhảy một mình luôn rồi. A1 hả? Ri cũng A1 nè. Đây là hành động nhảy thứ hai của sếp nè các bạn. Đây là hành động nhảy cũ rồi cho nên Ri cũng không review nhiều nha. Ri đang đi dạo quanh một vòng thì Ri thấy các bạn nè đang cầm cây gậy như ý nè. Nhưng mà nó lạ lắm. Cây gậy như ý bây giờ có dáng đứng giống với cầm kiếm luôn rồi nè. Để Ri thay thử cây gậy coi nó có cầm được giống mấy bạn này không nha. Ri hồi hổm Ri thấy có vụ này một lần rồi á. Đây bây giờ Ri đang cầm cây gậy nè. Trời ơi, quá tướng đứng giống cầm kiếm thiệt luôn rồi mọi người. Wow. Để đi thử. À, có hành động cầm cây gậy như ý. Wow, cầm xoay gậy được luôn. Trời ơi, cái tướng cầm cây kiếm 1 triệu bây giờ cầm cây gậy cũng có luôn rồi. Nhưng mà chắc ngày mai hoặc ngày mốt là AD ship lại ạ. À, Ri có thông báo cho mọi người nè. Đây là farm của Ri. Hiện tại farm mới có 6 người thôi. Farm của Ri không có yêu cầu góp xu hay là góp xem gì hết. Cho nên mọi người nếu mà yêu thích Ri thì có thể vô farm chơi nha.
Nếu mà Memo Farm có nhiều thành viên thì Ri sẽ chọn ra khu hoạt động và lâu lâu cũng có tổ chức event này nọ rồi nha mọi người. Bây giờ thì video của Ri cũng đã dài rồi. Nếu các bạn thích video này hãy để lại cho mình một like, share và một subscribe kênh channel. Nhớ nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất khi Ri ra video mới nha mọi người. Bye bye, chúc mọi người một ngày tốt lành.